Ừ. Vâng, thì em báo cáo là cái việc đầu tiên đập đá ấy, thì Ừ. đã đập không hết rồi. Rồi. Vâng, thì phải có cô phải kiểm tra lại các cái nội dung gì không ạ? Em đập là em phủ lại hết rồi, Rồi em rồi. sơn cả lại này hoàn thiện rồi. Rồi ok, để mình xem cái quy trình như nào thì mình báo lại. Vâng. Ừ. Đấy thì như nào đấy thì là cũng phải, nếu mà thầy có xuống kiểm tra thì kiểm tra mà xong thì có phải xác nhận cái gì thì bọn em cũng xác nhận đâu. Rồi rồi ok. Vâng, Ừ. nhé. Rồi rồi. Vâng. Đây là bên tập đoàn người ta vừa hóa giải xong thì một là muốn mình kiểm tra lại, hai là xem có cần phải xác nhận gì không, vì thường là làm với bên dự án thì nó lằng nhằng là phải giấy tờ xác nhận là mình đã hoàn thành những cái giai đoạn nào đấy. Tuy nhiên là như tôi bảo phải tôi phải kiểm tra lại, thì các bạn biết là các cái tập đoàn làm cái thủ tục của họ lằng nhằng lắm, nên là nhiều lúc là làm thì trông thì mình làm những cái công trình lớn rất hoành tráng nhưng mà rất là mệt. Nhân tiện tâm sự để các bạn hình dung. Một công trình làm cho các tập đoàn này có khi nó chỉ gấp đôi gấp ba của nhà dân, nhưng mà cái công sức nó mất hơn, mất nhiều công hơn vì họ sửa nhiều lắm. Có cái tập đoàn mà họ sửa cái bản thiết kế đến lần thứ 14, thứ 14 luôn các bạn, rất là nản. Hoặc là cũng có những trường hợp còn oái oăm như thế này, không biết tôi đã kể trong cái clip trước của các bạn chưa, là khi tôi làm cho một cái ngân hàng này thì cái dự án thì thực ra chỉ là xem phong thủy cho cho trụ sở chính. Thì cái lúc mình xem thì cái ông phụ trách là ông là phó các bạn, và sau một năm thì ông lên trưởng. ông lên rồi thì ông lại bảo là không cần hóa giải nữa, tức là ông chủ quan nhanh quá. Ông trong cái quá trình làm thì ông đã lên luôn rồi, mà cái giai đoạn cuối của dự án là có một số chỗ phải đặt đồ hóa giải, thì ông thấy ông lên rồi ông ạ, ông từ chối luôn ông ạ. Đi quảng cáo suốt ngày, tôi chả hiểu những cái bên cổ phiếu chứng khoán bất động sản họ lấy những cái số điện thoại ở đâu họ gọi, tức là một cái hình thức marketing nó rất rờ người. Tôi chả buồn trả lời vì họ gọi nhiều lắm, mình không có đủ sức mà trả lời lịch sự với họ được. Gọi rất vô duyên, mình có quen biết, thậm chí có những người nói như đúng rồi anh Linh Ngà, em là cái này đây, như đã trao đổi thế này thế kia, mình nghĩ bụng mình chả trao đổi với ai, nó nói như đúng rồi luôn. Quay lại cái chủ đề là làm với những cái dự án ấy thì hoành tráng, nhưng mà có bao giờ được khoe đâu, tại vì toàn hợp đồng bí mật, không được tiết lộ nội dung. Như là rất nhiều khu đô thị rồi rất nhiều tòa nhà các thứ mình làm không được khoe. Chi phí thì đúng là cao hơn so với làm tư nhân, nhưng mà và nó được cái là nó đều đặn. Thực ra đều đặn nghĩa là hàng tháng mình có một hai cái dự án người ta ký, đấy là mình yên tâm là đủ sống các bạn, đủ sống với cái nghề phong thủy này. Còn tất nhiên nhiều người thì không đủ sống, người ta phải làm rất nhiều nghề. Còn như tôi là mấy chục năm nay là vẫn cứ đúng nghề này, phong thủy tôi làm, không làm gì khác. Thế thì làm với tập đoàn thì chỉ có ưu thế là có nhiều việc đều đặn thôi, còn làm thì mệt hơn rất nhiều. Làm với nhà dân thì thường một dự án đã xong luôn, nhưng mà với những cái dự án của cái tập đoàn này họ kéo dài ra có khi vài năm, thậm chí là có dự án đến 4-5 năm chưa xong.
hoặc giống như cái công trình trước, không biết các bạn có nhớ, nếu mà xem hết cái, những cái clip của tôi thì có những cái công trình thì trước dịch thì mình làm cho chủ đầu tư này, thì lúc hết dịch giờ mình đến làm thì lại ông chủ đầu tư khác mất rồi. Và lúc trước dịch thì họ giục tôi đến xem, và đến khi hết dịch tôi qua thì lại họ bảo là họ tiếp nhận, không thấy ai nói gì. Xong họ còn hỏi tôi mất gần 2 tiếng để hỏi về phong thủy thế này. Tức là họ nghĩ mình là một nhà thầu, và những ông thầu khác là phải quỷ lị, phải thế này thế kia, trong khi mình thì kể xác, chả quan tâm. Thế là muốn đo phong thủy kiểm tra thì họ còn phải hỏi vặn vẹo, trình bày cả 2 tiếng mới xong. Tuy nhiên là sau cái cuộc hoạnh hoại đấy thì tôi mới nghĩ ra cái bản nguyên tắc tư vấn phong thủy, các bạn, quy chế, quy chuẩn tư vấn phong thủy. Và sau đấy thì tôi đi đăng ký bản quyền, mình có cái quy chuẩn thì sau mà ông nào ông hỏi thì mình đưa việc gửi cái quy chuẩn cho ông ý, thế là xong, đỡ phải trình bày, các bạn. Thế đây tôi có quy chuẩn, tôi đăng ký bản quyền là thôi. Và những cái tư vấn của tôi là dựa theo cái quy chuẩn này. Tất nhiên là cái ngành phong thủy thì nó vẫn còn non trẻ, nó chưa có cái quy chuẩn, thì tôi xây dựng đầu tiên, tôi đưa ra cái quy chuẩn đầu tiên để tôi làm cho dự án của tôi đã. Cũng giống như cái ngành ngọc học ấy, ở Trung Quốc thì người ta có những cái tiêu chuẩn rất rõ ràng, bán đá nào thì có những quy chuẩn như thế nào, nhưng mà ở Việt Nam thì chưa có những quy chuẩn đấy. Như là ông nào bán đá bán vàng thì ông ấy ăn đủ, vì có quy chuẩn đâu, không có quy chuẩn. Đấy, chia sẻ một chút nhân cái cuộc gọi của khách hàng bên tập đoàn, bây giờ tôi còn phải lưu lại số, trước tôi cũng chả lưu, bởi vì là họ thay đổi người nhiều lắm các bạn. Đây là nhiều khi mình lưu số xong thì tháng sau lại đổi sang người khác, nên là nhiều lúc buồn, chả buồn lưu. Thậm chí là như tôi nói là cái công trình này có khi đang ông này phụ trách thì đến lúc mình gọi điện thì họ nghỉ rồi, hoặc là họ lại sang một ban khác, rất nhiều ban khác nhau. Đấy, công việc tư vấn hàng ngày như thế, cho tôi chia sẻ tí cho các bạn hiểu rõ hơn thôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo.